cái 12 nhân duyên á, hồi trước trong cái đường dạy sứ thật của thầy á, thì dạy về 12 nhân duyên, duy nhiên á, thì chưa có cái là thủ rồi mới tới ngủ. Ai thầy giữ đúng theo trong kinh, cái đó đẹp kinh rồi. Dạ, thầy giữ theo đúng cái kinh, nhưng mà khi mà thầy viết 12 tuổi vào đạo đó thì thầy đã sửa lại thì là tụi con nghe là dạy là hủ rồi mới tới thủ có rồi mới giữ. Dạ, chứ còn có hủ rồi mới tới thủ. Thì bây giờ khi tụi con sẽ in trở lại mê tín chánh tín, thì tụi con xin phép thầy có sửa lại những cái điều đó cho đúng hay không? Sửa lại hết rồi con, không có giữ như nguyên vậy không? Là giờ tụi con sẽ ngay sửa lại, mình in là phải sửa lại hết chị, chị. Để không nó trật đó. Dạ, là, tức là do lúc như vậy thì khi mà sửa lại thì trong cái lời tựa của thầy, thầy cũng xin phép cho tụi con vài câu để nói tụi con tự ý sửa là cũng không được, mà phải không là... đâu sửa đúng là được, phải cần nói vậy. Với lại con cũng nói với họ cái vấn đề mà 12 nhân duyên đó thầy, vô minh hạnh sanh thức. Bây giờ thay vì chỉ thức mình sửa lại chỉ nghiệp, hành sanh nghiệp là quá hay nè. Hành sanh nghiệp rất là dễ hiểu. Hổ thì thầy nói bây giờ bữa nay con không biết. Bởi vì chính nó từ cái chỗ vô minh nó sanh hành hành sanh thức, nhưng mà gì trong kinh nó nói thức là cái biết, nhưng mà sự thật cái nghiệp, nghiệp làm sao thì mình vô minh mình mới làm những hành động đó ác thiện, mình cũng chưa hiểu đâu. Nó vô minh mà còn hiểu không? Thì nghiệp là quá đúng chứ sao. Vậy là tụi con được phép sửa không thầy? Sửa chứ, bởi vì cái gì để cho người ta hiểu tôi sẽ giải thích. Bởi vì kinh nói như vậy mình phải hiểu vậy, chứ không thể hiểu thức. Dạ. Hiểu thức là hiểu tùm lum hết. Ý thức, tưởng thức, rồi thức. Dạ, là không biết cái không thức biết này thức nó nào, nằm cái thức nào. Mà thực mà ra trong danh sắc nó cũng có cái thức ở trong đó nữa rồi. Dạ, nói cái câu danh sắc có thức vậy nè. Nói cái câu này ảnh cũng hỏi người tử thầy. Anh trong cái danh sắc nó có thức. Thì trong cái thức đó nó có tức là thầy nói cái thân người, cái thân người ngũ danh quẩn là cái thân người. Dạ, đó. Danh là tưởng thức, sắc là cái ngũ quẩn, là sáu cái biết, phải không thầy? Rồi, danh sắc sáu cái biết với cái tưởng thức nữa là bảy cái biết, nhưng mà nó còn cái thức nữa thầy. Thức nó để người tâm minh mới có nói, còn bây giờ là không có đem vô đây được. Tại vì thầy không có nói, tại là ảnh thắc mắc, ảnh mới hỏi cái câu như vậy nè. Anh hỏi là nó không có nhập chung vô được. Cái thứ đó bây giờ nó có ở trong cái bộ óc, là nhưng mà nó không hoạt động. Nó có trong danh sắc của mình. Nó có trong danh sắc, nhưng mà nó không hoạt động. Dạ, không cũng hoạt như động. Con có cái tưởng mà giờ con nói chuyện với thầy thì chim bao không có đâu. Nhưng mà con ngủ thì có chim bao. Nhưng cái thức quẩn á, nó lại ngủ thức gì nó cũng không làm việc hết. Còn cái tưởng của con, tưởng thức thì nó còn làm việc. Tại vì con ngủ thì nó có chim bao thì nó làm việc chứ sao. Nhưng mà mình có thể, nhưng mà xác định rõ trong danh sách mình nó có thức. À, trong danh sách đó thì nó gồm chung, nó không có nói cái ngũ quẩn ở trong đó được. Bởi vì danh sách thì nó nằm ở trong 12 bảy cái biết đó. Sao bảy cái biết của nó có cái tưởng nữa là bảy cái biết. Bởi vì sao cái mắt hai con miệng tân ý đó là danh thêm sắc. Cái tưởng đó thì nó là danh sắc là chứ danh. Còn cái biết kia không có được, cái biết kia đưa vô không được, cái biết đó là của những bậc tu chứng đã nói không được đạo. Thành ra thầy nói không có nói cái thức không có được, đưa vô không được, tâm minh không có đưa vô danh sắc được. Danh sắc nó gồm có cái thân của chúng ta, phải không? Nhưng mà trong thân này nó có cái đó nhưng mà không có được, bởi vì cái đó là người tu chứng, còn mình chưa chứng. Ta nói chung là cái thân của mấy con á, chứ không dám nói cái thân của người tu chứng. Cái thân của người tu chứng bắt đầu cái đó nó mới làm việc, cho nên mới đưa vô mới được. Còn giờ nó không có làm việc, lúc nào nó cũng không có làm việc á. Bây giờ con có cũng như không có vậy hả? Có phải không? Nếu mà có thầy bảo lát nữa xảy ra chuyện gì giờ con có biết được không? Người ta có cái đó thì người ta phải biết chứ. Hay không? Cái đó là cái tuệ tâm minh đó. Ảnh hỏi trong đây là một con người và một danh sắc có cái gì khác nhau? Thì con người với cái danh sắc cũng giống nhau hay là danh sắc là con người là con chứ người còn rồi, cái gì nữa? Danh sắc với con người là đều giống nhau hết rồi. Thì có cái gì khác nhau? Cái đó là cái tên ở trong kinh nó gọi, chứ đó là cái thân người của chúng ta. Danh sắc là cái thân người của chúng ta. Dạ, chứ dạ. Không có gì. Nó hợp lại nó thành danh sắc. Con có thêm cái câu hỏi nữa là cái thức, ba cái thức là ý thức, tưởng thức, chỉ là tâm thức.
mà còn cái tiềm thức nữa là cái đó tiềm thức là cái gì, gọi cái là của tưởng thức của tâm thức hay là cái tiềm thức, cái tiềm thức là cái tưởng của con đó, nó giao cảm nó được, nó nói là bây giờ sao tôi lại biết cái chuyện đó nó xảy ra vậy, nó gọi là tiềm thức ở đó, nó thần giao cái cảm chứ giao cái cảm gì, cái tưởng nó hoạt động nó giao cảm chứ ai vô đó. Cái ý thức thì nó mờ mịt, nó không có không gian thời, nó có thời gian không gian, còn cái tưởng thức nó không có không gian thời gian. Tương lai nó cũng biết được nè, nó cũng giao cảm được gì tương lai xảy ra cái gì, quá khứ nó nhớ lại được hết. Cái tưởng á, tưởng là cái tiềm thức á, người ta thường không biết nó, người ta gọi là tiềm thức. Tiềm thức à, bởi... không có cái gì mà tìm hết đâu. Tại nó ngủ nó chưa chìm bao thôi, chứ nó chìm bao thì không tìm. Dạ con hỏi thêm thầy về để chuẩn bị in, nếu mà thầy cho phép thì tụi con chuẩn bị in, thì có nên thay đổi, tức là trong những cái bộ sách mà thầy đã viết đường về xuất Phật với những lời gốc Phật dài hay là giáo án tu tập của người Chánh Phật Pháp, thì những cái lời dài thầy có ghi là những do như là của Diệu Quang dạy, rồi người này mà thật sự chết là con biết là thầy dạy, nhưng mà là của Úc Diệu Quang dạy, của Úc Diệu Quang, tức là những cái lời mà thầy nói là của Úc Diệu Quang, những của Diệu Quang, thì bây giờ tụi con vẫn giữ nguyên như vậy hay là mình nên để không con để thầy nhuận lại rồi đường về xứ Phật cũng được nhuận lại. Bởi vì hỏi ai ở đó hỏi câu hỏi nào trả lời tôi ghi vô đó, giờ in ra thành đường về xứ Phật, nó nhiều cái nó trùng lắp những cái câu hỏi để trả lời nó trùng nhau, mà giờ không nhuận lại thì thầy nói in nó phí lắm. Có những cái câu hỏi không cần trả lời, hỏi lãm nhảm nữa chứ không phải con màu đó. Tại vì tâm lý mà người ta hỏi thì phải trả lời thôi, chứ sự thật đã là nói với họ nghe rồi nhưng mà họ cứ lặp đi lặp lại. Cho nên vì vậy đó, những cái sách mà như đường về xứ Phật rồi đó đều là phải được nhuận lại cả rồi mới in, chứ đừng có in gì uống tiền. Nhuận lại, thậm chí như 4 tập những lời gốc Phật dạy, mặc dù là thầy lấy những cái lời Phật dạy mà thầy viết ra thành cái bộ sách đó, nhưng hôm nay mà muốn in nó cũng phải để nguyên đó. Tại vì cái thời điểm đó phải nói vậy đó, cái thời điểm này nó khác rồi, chứ không phải là còn cái thời điểm đó. Cho nên bây giờ đưa cái bài pháp đó mà giảng về cái lời Phật dạy đó mà thời điểm này thì nó lỗi thời. Nó không đúng, bởi vì nó luôn luôn nó tiến bộ, nó đi lên chứ nó đâu phải nằm yên chỗ. Rồi cái nghĩa lý của nó cũng theo. Bây giờ thí dụ như hồi con mới gặp thầy thì con nhiếp tâm chưa được, thì phải dạy lời Phật dạy vậy. Bây giờ nhiếp tâm được cũng cái lời đó, mà nó con nhiếp tâm được phải dạy cái lời đó, nó phải dạy cao. Con phải hiểu chỗ đó. Bởi vì cái thời điểm đó với cái thời điểm này nó không giống nhau, nó tiến bộ nhưng cái lời gốc thì nó không sai, nhưng mà cái nghĩa theo từng cái đặc tướng của mọi người mà phải giúp cho người ta hiểu sâu hơn. Mấy con thấy Phật giáo nó linh thầm vô cùng, nó có đứng chết một chỗ như là một cái cuốn sách thế gian được đâu. Thầy như vậy nếu mà thầy nhận lại cái đường về xứ Phật đó thì mình đã sắp xếp lại thế chủ đề thưa thầy. Đường về xứ Phật á thì nói chung là hầu hết là có một số người đã đọc, như vừa rồi con thấy được cho thầy bộ sách mà sắp xếp thì vậy là được rồi. Thầy cần gì mà phải nhuận lại cái mắt không? Dạ, mấy con rồi. Đưa gia đình đó, 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 đó. Được, có cần gì thì hầu hết là mấy con là Phật tử, mấy con là những người theo đạo Phật, mấy con tiếp tay với thầy, trời đất ơi, mọi chuyện thầy bây giờ phải đi ngồi đó nhuận lại cái bộ đường về xứ Phật. Dạ, thì đó bởi vì con mới cái ý của con bây giờ thầy nhuận lại, cái ý là thầy lo thầy nhuận lên được thầy giao lại nhưng mà tụi con chỉ hỏi ý kiến thầy thôi. Dạ. Chẳng hạn thí dụ thì nó có những cái đoạn mà thầy cố chịu qua thì tụi con suy nghĩ bây giờ nhiều người người ta thấy người ta đọc vô, bây giờ mình ghi một cái khách quan, mình không ghi rõ tên ai hết thì mình có thể sử dụng một cái từ nào, ví dụ như nó đủ thôi đâu có gì thì hữu tri thức. Dạ, dạ. Thì tụi thầy thay vì thay tên một cá nhân thì mình dùng cái chữ thiện hữu tri thức có được hay không thưa thầy? Cũng được, đâu có gì đâu. Tức là những cái bài mà thầy nói ở đây cô Úc Diệu Quang dạy như vậy, cô Úc Diệu Quang dạy như kia, thì tụi con có thể thay đổi cái tên cá nhân hoặc thành một cái danh từ chung được không ạ? Được, không có gì đâu. Có gì đâu. Cái vấn đề đó để cho nó khách quan. Khách quan, dạ. Để không thì người ta lại có cái hiểu. Dạ. Sai lệch từ cái thời điểm đó đến thời điểm này nó đều có cái sự thay đổi. Dạ. Chứ còn lời dạy của thầy thì nó chân lý rồi.
nó đã là chân lý rồi, thành ra là mình tụi con muốn đưa những cái chung vô thôi, không có đưa một cái cá nhân, để cho nó phù hợp trong cái thời điểm đó. Dạ. À bây giờ cái thời điểm này thì mấy con cô đọng nó lại để cho sắp xếp thứ lớp để người ta đọc nó dễ, nó nhanh. Như vậy là thầy thấy cái bộ sách con đưa cho thầy, tụi con sắp xếp rồi, lại rồi, vậy có, là được. Thầy có viết cái lời giới thiệu. Là giới thiệu rồi. Lát nữa thì được. Đưa cái lời giới thiệu cho thầy. Dạ, được rồi. À, được. Nhưng mà không, em làm sự, nhưng mà số 5, số 6, số 6, số 7, số 8 đó. Dạ, dạ, mình sẽ xây là thầy qua chị đấy, mà sẽ qua lại qua phần minh bật là mình dạy. Dạ, dạ, phải chỉnh lời cho nó. Tức là những cái bài mà thầy dạy về giới định được tuệ đó, rồi mình phải tìm thế nào định tuệ cái những cái bài mà có thể rất ít chứ không có nhiều, con nghĩ rồi cái đó phải thu tìm tòi lại những cái cái danh từ mà định thiền định này kia là nó chỉ chung chung cho cái tâm bất động. Mà cái tâm bất động coi chừng mà thiền định, mà cái tâm người ta động mà người ta thiền định thì mấy con coi chừng mà cứ bất động tâm thì sao. Nghĩa là bây giờ người ta chửi thầy không giận không buồn, ta nói nặng đó nhỉ, thì tự nhiên thì vui vẻ, thầy cũng nghe cũng hiểu cũng biết, chứ không phải là đầu óc thầy nó đứng im chỗ nó nhập định, không phải, nhưng mà chính đó là thiền định đó. Yeah. Đạo Phật nó hay là cái chỗ người ta sống như người bình thường mà người ta ở trong định, người ta nói gì mình không buồn không giận ai hết, thì đó là thiền định. Còn bây giờ ngồi thiền nhập định một giờ, giờ xả ra chúng nói tiếng nói cái tức ầm ầm bụng thì cái này chưa phải thiền định. Như vậy thưa thầy, vậy là thầy cho tụi con lời tựa. Thì trước hết thì tụi con xin phép in cái cuốn Mê Tín Chánh Tín trước được không? Thì được thôi mấy con. Dạ. Nó là thuộc về loại sách gia đình. Dạ. Thì mấy con in ra để phổ cập cho mọi người có gia đình người ta đọc thì tốt rồi. Dạ. Bởi vì thầy nói đó là nối tiếp vòng tay để mà xây dựng cái chánh pháp thì có cái gì đâu. Dạ. Thì tụi con cũng xin ý vậy, trong đó có những cái từ mà cá nhân thì tụi con xin phép thầy sửa là một cách khách quan hơn, là thiện hữu tri thức chứ thay vì là một cái tên chung. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Thì nhân chuyện thầy nói là mỗi một cái thời điểm nó có khác nhau. Thì hôm nay con lẽ đương nhiên là nó dạ, phải vậy. Dạ. Hôm nay con xin phép thầy thì thầy nhìn cơ cái thời điểm hiện nay trong cái tu viện mình, thì bây giờ mình có thể sắp xếp tổ chức cho nó có hệ thống mang bệ à, lẽ đương nhiên là nó sẽ có những nhân vật nó sẽ xuất hiện, nó đến, nó hỗ trợ giúp các con, đừng lo, nó tới có thời điểm nó phải đến hả? Vậy nó đến à, bởi vì Phật pháp mà nó đâu có quấy, mình lo cũng không được. À, bây giờ con lo con tìm người này kia, hồi vô đó họ thấy ngán quá, làm gì ớn quá. À, còn bây giờ nó tới cái thời điểm nó rồi thì tự nó đến, nó sẽ làm gì à, nó giúp sức với thầy có gì nữa. Cho nên sóng gió là mặt sóng gió, nhưng mà cái người có vượt nổi sóng gió hay không thôi à, mà thầy thì làm gì sóng gió nhận thầy được. Nào. Mà con thấy thầy cực quá, dù sáng thì ra thì phải sắp xếp cho thợ rồi lớp, thì cô Trang vô hỏi rồi tiếp khách, rồi thầy viết sách, thì nó phải có một cái hệ thống phân công. À, thì bây giờ nó lại có một số người phân công, người lo nhà bếp nè, người lo đi chợ nấu ăn nè, rồi người lo sắp xếp thợ thiền, tự dưng mình hỏi làm cho thầy bớt giảm xuống, bây giờ thầy còn ngồi một phần thôi. Ngồi một phần soạn những cái gì cần thiết. Cái những cái gì mà thầy viết á, là tại vì con người chưa có hiểu biết cho nên thầy mới viết. Bây giờ thầy viết là cái gì mấy con chưa hiểu biết để bồi dưỡng cho sự hiểu biết của mấy con tăng lên. Hồi nào tới giờ mấy con hiểu á, con mỗi con người đều có linh hồn. Thầy bồi dưỡng cho cái sự hiểu biết của con á, con người còn không có linh hồn. Cho nên bây giờ các con mới hiểu là con người không có linh hồn thật sự. Đó là những cái mấy con chưa hiểu biết, thầy viết để cho mấy con hiểu biết. Những cái mà Phật giáo từ lâu bây giờ mấy con hiểu như vậy, bây giờ thầy dạy cho mấy con hiểu, nó không phải như vậy nữa. Tức là cái mấy con chưa hiểu thầy dạy, chứ thầy không có dạy mà cái mấy con đã hiểu rồi. Các con hiểu không? Thường thường họ người ta viết kinh sách Phật đó, là những cái mà người ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần ai cũng biết, mà chỉ cứ biết hoài có bao nhiêu đó thì nó không hay.
Còn thầy những cái gì mà mấy con chưa hiểu của Phật giáo thì thầy viết ra cho mấy con hiểu, làm cho cái tri kiến của mấy con nó dồi dào hơn trong cái sự hiểu biết. Thấy rồi chưa? Cho nên đọc sách thầy chứ nó bồi dưỡng cái tri kiến của mấy con ghê lắm đó, chứ không phải gần từ cái chỗ không biết nó sẽ biết, có vậy thôi. Cho nên mấy con yên tâm đi, thầy có bổn phận là làm cho cái tri kiến của mấy con càng lớn, càng tiến bộ, càng văn minh hơn nữa. Thì đâu có gì mà ngồi đây mà gõ mõ tụng kinh hoài. Thầy cho con dạy cho con rõ, ngủ quẩn với ngủ ấm khác nhau như thế nào? À, cái ngủ quẩn á, là nói theo đúng cái lời của Đức Phật dạy. Còn ngủ ấm á, là nói theo lời của các tổ. Thì cái ấm thì nó cũng là quẩn thôi chứ có gì, nhưng mà mấy ông này muốn mình ngon đặt cái danh từ cho nó. Đây là người Trung Hoa nó ngủ ấm, nhưng mà ông Phật ông nó ngủ quẩn. À, tổ bây giờ cũng muốn hơn Phật cái đậu thua. Cho nên cho con thả đặt con muốn điên luôn á, thì con cứ nói là bây giờ hay là ngủ ấm đó là cái bóng của ngủ quẩn, đồng bóng dáng gì, tại cái danh từ người ta dùng để người ta chỉ cho nó. Người Trung Quốc nó phải có danh từ của người Trung Quốc, mà người Ấn Độ phải có danh từ của người Ấn Độ. Mà không lẽ mà người Ấn Độ nói với người Trung Quốc con âm nó sao? Con hiểu sao kỳ vậy? Làm cho mấy con cứ hiểu theo chữ nghĩa thôi, chữ âm thôi. À, nó phát âm vậy nó phải đi tìm nó thôi, coi nó nói cái gì đó. Qua trời người viết ngủ ấm là tìm ngủ ấm ngủ ẩn, không biết nó khác nhau cái gì. Chị ấm với chị quẩn nó có khác nghĩa chỗ nào đâu. Nhưng mà cái của Trung Quốc, cái của Ấn Độ thôi. Ấn Độ nói ngủ quẩn, mà Trung Quốc nó ngủ ấm, thì hai ông này cũng nói có nghĩa đó thôi chứ có khác. Chữ mà mấy con không biết. Bởi vì nếu mà không có thầy giải thích, mấy con bị rối ba cái tư tưởng, ba cái chữ nghĩa này hết. Rồi cứ đi lật tự điển đi tìm nghĩa. Mà con hỏi gì thì con cũng nãy giờ chị hỏi gì chị nói chị thông qua không con nên con nghe thầy dạy là con nói chuyện qua thầy thầy chị Út này là bạn của chị này lâu năm, mà chỉ là đệ tử của thầy Lên Tường lâu năm rồi là 30 năm. Thầy vậy tốt có sao không? Cái thầy cũng đệ tử Hòa Thượng Minh Tử chứ bộ. Mà bây giờ mới nghe được pháp thầy thì cũng có đủ duyên đó. Tự nhiên rồi cô có chuyện này chỉ kể chuyện con nghe đó, đủ duyên cái cũ mời đi luôn. Chứ đúng là tụi con chỉ có hai chị em đi thôi. À, đúng. Đó là cái duyên con với vậy. Hôm nay con gặp thầy, gặp một ông già 82 tuổi, phải không? Nhưng mà luôn luôn nãy giờ mấy con thấy thầy luôn luôn nụ cười trên môi, không có cái gì mà làm thầy buồn được đó. Mà không có bệnh đau gì mà dám xâm chiếm thân của thầy. Như vậy là mới tu chứ, tu bệnh nó xâm chiếm nó nhất cái này đau cái kia đi nằm nhà thương là thầy nhất định thầy thà chết đi chứ không có làm đệ tử của Phật cái kiểu này được. Bởi vì đạo Phật phải làm chủ sinh già bệnh chết, mà mình đệ tử của Phật mà cứ đi vô nằm nhà thương bác sĩ trị bệnh mình thì thấy mà bác sĩ mình thấy nhục quá. Cho nên đối với thầy nhất định chết bỏ chứ, làm chủ được sự sống chết, chứ còn đau bệnh mà đi vô nhà thương bác sĩ mà trị bệnh thầy thì thôi ngày không. Cho nên thầy không uống viên thuốc bỏ mà mấy con cho những trái cây này kia ăn, bây giờ trưa ăn bữa thôi. À, nước mấy con ăn siêu rồi vậy đó thì uống thôi đúng giờ, tới giờ đã ăn rồi thôi, quan con quay giờ không ăn uống để cho nó nghỉ ngơi cho nó khỏe, ăn uống nó cũng làm việc. Mình cứ vô sự không làm việc thì khỏe hơn là ăn uống. Nhưng mà vì còn cái thân tứ đại phải ăn uống trong một bữa nó là cực lắm đó chứ. Ăn phải nhai phải nuốt chứ đâu phải ngồi không được. Cũng cực lắm. Còn mấy con thấy ăn nó nghe nó ngọt, nó ngon, nó thích. Chứ còn đối với thầy là một cái hành hạ. Thầy nói thật sự mấy con, người tu chứng đó không có cái dục nào mà cám dỗ họ được. Cho nên về ăn uống họ thích đâu. Nhưng mà nuôi cái thân này để còn cái duyên gặp mấy con, chứ không khéo nó đi vào những bàn rồi nó bỏ đâu. Nó đâu có cần cái thân. Thì cái thân này nó vô thương.